Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Meowpeo. Hôm nay thì mình lượn lờ ở trên thư viện mini, thấy một con map nó khá là thú vị khẩn à. Nhìn qua ảnh bìa trông cực kỳ đẹp luôn. Map này thì có tên là Meowpeo Town Season 2, có thể tạm gọi là thị trấn Meowpeo cận ạ. Ôi, map này chúng ta vừa có thể cắm trại mà có thể nhiều thứ hay ho hơn nữa. Mình cũng không biết như nào. ID map là 36297070 cận nhá. Bác của bạn dâu cận ạ. Không biết là map này chơi kiểu gì đây. Thị trấn Meowpeo nghe qua có vẻ khá là ok đấy cận ạ. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè, và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ Meowpeo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Meowpeo các bạn nhá. Cũng đừng quên bình luận hashtag là thăng Meowpeo và thăng Bee Team, ủng hộ các thành viên của Bee Team gồm có Meowpeo này, Khang G này, Ki Đi này, Mập Doran và Nabi các bạn nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử vào xem cái map thị trấn Meowpeo nó có gì hay ho không các bạn ạ. Map này cũng mới ít lượt tải lắm, không biết có gì hay không, nếu mà hay mình sẽ đề cử các bạn nhá. Ôi, ôi, một cái thị trấn luôn các bạn ạ, thị trấn Meowpeo. Ôi, có rất là nhiều đảo xung quanh luôn. Wow, hay vậy ta. Ôi, có cái gì ấy? Có ở sân vận động này. Ôi, ui, có cả hình Meowpeo siêu đẹp luôn. Wow, map này có vẻ được của nó nhở. Để mình đọc thử cái thông tin nào. À, sách hướng dẫn hay cho bé. Hai thằng làm map, ok. Cảm ơn các bạn đã chơi map của tụi mình, hay đọc sách để biết cách chơi nhé. Map dành tặng ai Meowpeo, các bạn có thể chơi roleplay hay làm việc kiếm tiền, còn nhiều cách chơi khác tùy các bạn. Khi có xung đột thì vào khu PVP giải quyết. Ôi, map này mà chơi đông người thì hay ho phết đấy. Bạn nằm ủng hộ Meowpeo làm cái series thị trấn Meowpeo này thì đừng quên là cho video này là 3.000 like các bạn nhá. Rồi, các bạn có thể đi học này, đi làm này, các thứ luôn. Wow, hay nhở. Đầu tiên các bạn cần tìm căn phòng gì đấy, xong gợi ý cây, và cây là nhà tao. Sau khi tìm đến khu làm việc, mua đồ các thứ, có tiền thì phải xin chủ phòng. À, mình là chủ phòng mà. Nông dân thay gì tùy chủ phòng. À, có các khu như kiểu ngôi nhà trên đảo, khu làm việc, mua sắm, khu trượt tuyết, khu PVP, trường học. Ôi, nói chung là map này có vẻ hay ho đấy các bạn. Wow, quả thị trấn Meowpeo được phép là cái gì đấy. Hãy để sách hướng dẫn ở đây nếu bạn không cần nó. Ở cái để đây này, ok. Nếu bạn làm ở công ty, cô giáo dạy là ti trong công ty. À, rồi. Cái này gì ấy? Cái này là, ui, à, kiểu như phòng của chủ phòng ấy các bạn ạ. Đây là kiểu như là cái buồng của chủ phòng, nhưng mà cái giếng trời bị lỗi này. Đó, cái giếng trời rồi đấy bị lỗi. Ui, cái phòng này của chủ phòng trông phải VIP ấy hả? Wow, kiểu phòng giám đốc luôn ấy. Xịn phết nhỉ. Map này để khi nào mình rủ Bee Team vào chơi được. Được của nó chứ. Wow, hay nhở. Đây là kiểu cái nhà của chủ phòng nhỏ nhỏ này. Á chà, được của nó đấy. Bên này là một cái suối nước gì đây không biết. Mình sẽ đi tham quan một vòng nào. Mấy cái cây này, cái mắt này không phải là sinh tồn trên đầu nhá. Trên này dưới cây không có đồ đâu các bạn ạ. Đây không phải là sinh tồn trên đầu, đây là thị trấn Meowpeo. À, có cả khu cắm trại ở này. Ó, chà chà, được của nó nhở. Bên này thì ôi, có rất là có hai cái lều trại các bạn ạ. Ủa, cái gì đấy? Không phận sự miễn vào khu vực đang xây dựng. À, cái chỗ này đang xây dựng các bạn ạ. Sau này chắc là chủ map sẽ cập nhật thêm. Được của nó đấy. Rồi, để coi tiếp bên nào. Đây là cái gì đấy? Thùng rác. À, ok, chỗ này thùng rác. Ủa, thùng rác kiểu gì đấy? Thử cho thử cái gì vào nào. Ôi, ôi, xịn vậy. Wow, nó tự mất luôn này. Wow, quả thùng rác này hơi bị xịn nhá. Wow, cái thị trấn này đầy đủ tiện nghi phết hả. Cái gì đấy? Cái này là pháo hoa tẩy chức năng này, pháo hoa tinh vũ, pháo hoa ngày đêm. Wow. Ui, cái này là bắn pháo hoa thử đây, pháo hoa tinh vũ này. Cái này xem trời mưa không? Có mưa không? Có mưa không? Pháo hoa tinh vũ mình tưởng trời mưa. Ủa? Không thấy mưa các bạn ạ. Pháo hoa tẩy chức năng thì cái này bình thường rồi. Cái này pháo hoa ngày đêm này. Thế tưởng bắn pháo hoa tinh vũ phải mưa chứ, thứ kệ đi. Để coi xem nào. Ở đây là có cái gì, cái ruộng à? Cái này cái ruộng các bạn à. Ôi, ở đây có cái đường hầm gì này. Nhưng mà từ cái bị lỗi này. Đặc biệt đã, cái giếng trời đang bị lỗi các bạn ạ. À, thì ra đây là cái căn phòng chủ map bảo này. Từ căn phòng này chúng ta có thể đi khắp mọi nơi thì phải. Ôi, căn phòng mà nhìn VIP nữa. Wow, trông vẻ được của nó nhở. Đây có gì đấy, để tớ đi khám phá đã. Trong một dương có gì không? Không có gì các bạn ạ. Ôi, có rất là nhiều đồ đạc luôn này. Đồ đạc này để cắm trại hay sao các bạn này, hay để trang trí gì đấy. À, chúng ta có thể di chuyển từng khu vực một. Ok, đến nông trại đi. Ôi, đây là khu vực nông trại các bạn ạ. Nông trại này chúng ta có thể nuôi gà này, chặt gỗ này. Thích thiếu thể làm ruộng ở đây cũng được. Ở đây có một căn nhà nhỏ nhỏ trong nông trại để nghỉ ngơi này. Có một cả hai cái giường ngủ và cái bàn tiếp khách. Ở đây có một cái lều băng này. Trong này có kiểu rơm ấy, có chứa rơm các thứ, một số đồ đạc cần thiết để làm nông trại. Uầy, map này hay phết nhở. Map này đúng kiểu chơi roleplay là đỉnh cao. Ở thùng rác này đó, chỗ nào cũng có thùng rác luôn. Thân thiện với môi trường các bạn ạ. Ok, video này mình sẽ khám phá từng khu vực một nhá. Còn để chơi nghiêm túc thì các bạn đừng quên là cho video đạt 3.000 like thì mình sẽ làm một vài content mới liên quan đến cái thị trấn Meowpeo này. Wow, được của nó đấy các bạn ạ. Map này là ok là đấy. Chơi được phê đây, không phải dám vừa đâu. Cái gì đấy? Cái này builder thôi. À đây là quay lại nhà này. Thôi để khu PVP em nào. Ôi, đây là khu PVP đi à? Wow, à đây là lấy vũ khí ấy. Kiểu lấy vũ khí, lấy giáp vào đây đúng không nhỉ? Xong rồi đánh nhau này. À, xong vào đây kiểu giải quyết ân oán gì, giải quyết cái gì mà phải hết lại này, kiểu như bức xúc thì vào đây đánh nhau này. Ok đấy, được. Cái thị trấn này có vẻ hay đấy các bạn ạ. Hợp lý nhá. Đi tiếp đây nào. Pixel art này, đây. Đồ bị cấm à. Chỗ này là không được phép cầm kiếm là không cho đi. À, tức là nếu như bạn muốn rời khỏi cái khu PVP, bạn phải cất lại cái kiếm. Đó, ôi, cái map này mình hiểu nhá. Tức là chúng ta không được phép cầm vũ khí ra ngoài. Đó, được, map này hay đấy. Đây là gì đây? À, sơn, à, chỗ này chúng ta có thể thỏa sức vẽ vời tùy ý này. Lấy súng sơn trứng màu các thứ này. Ok, được đấy, hợp lý nhá. Xong rồi room 1 là cái gì đây? Cần phải có chìa khóa. Ủa, mình không có chìa khóa cận ạ. Đây là khu trượt tuyết. Đây là khu trượt tuyết đấy. Ôi, đẹp nhở. Kiểu ăn kem các thứ này. Wow, chỗ này hay phết. Ôi, có khu trượt tuyết thật này. Ôi, thú vị nhở. Ok, kiểu cầu trượt bằng tuyết à. Ok, được đấy, mắt này hay đấy cận ạ. Mắt này ok là phết đấy. Khu trượt tuyết chứ. Ôi, map này hay chứ, mình thấy map này được đấy. Mà chủ map còn chưa cập nhật hết các bạn ạ. À đây, có cả sàn trượt băng đấy. Wow, đây là sàn trượt băng. Ôi, tốc độ bàn thờ các bạn. Hơi chóng mặt, hơi chóng mặt. Được đấy, cái khu trượt tuyết này là cũng hay đấy. Được, để đi qua khu khác xem nào. Mà cái room này mình không có chìa khóa các bạn ạ. Làm sao để có cái chìa khóa này nhở? Chắc mình sẽ nghiên cứu sau. Làm việc. À, đây là khu làm việc này. Cái chìa khóa này hình như lấy ở phòng chủ phòng lúc đầu sao ấy. Lát nữa mình tìm sau các bạn ạ. Ôi, đây là cái khu công ty đây. Wow, đây là công ty đấy các bạn ơi. Wow, đây là nơi. À, đây là văn phòng của. Đây là supermarket. À, đây là siêu thị các bạn ạ. Đây là siêu thị đây. Chỗ này là siêu thị đây, lên tầng à? À, tầng 1, tầng 2. Ôi, thang máy dịch chuyển các bạn ạ. Thế có mấy tầng ấy? Có 2 tầng các bạn nhá. Cái siêu thị này có 2 tầng này. Bên này gì ấy? Bên này chắc là công ty đây. Cái gì ấy chứ, là hơi khó nhìn à. À, công ty. Đây là công ty. Ôi, kiểu công ty YouTube các bạn ạ. Wow, map này mà chơi là hay phết này. Ôi, nhưng mà hôm nay mình chỉ đi khám phá thôi các bạn ạ. Wow, tầng 2 này. Ôi, quả thang máy này xịn đấy. Wow, văn phòng làm việc các thứ này. Cái chỗ này hơi thừa này. Chỗ này để hơi trống quá. Cái này mà cho thêm kiểu bàn tiếp khách ngồi đây thì hợp lý hơn này. Nên tận dụng thêm chỗ này nhá. Chỗ này đây, kiểu như chỗ này làm cái bàn tiếp khách này, xong ngồi kiểu ngắm cảnh bên ngoài thì hợp lý hơn. Chỗ này hơi trống nên tận dụng các bạn ạ. Ôi, đây là kiểu phòng giám đốc đây. À, đây là kiểu ghế giám đốc các bạn ạ. Được phết hở. Ôi, chỗ này đứng nhìn chiêu chiêu đẹp phết. Được, map này hay đấy. Sau này mình nghĩ mình sẽ có nhiều cái để làm đấy. Cái map này đấy, được, hay nha. Cái gì ấy? Tượng đài bắt Jumper đấu. Ok, đây là tượng đài bắt Jumper. Các bạn mắt này không thể cử hơi phía. À, chỗ này có khu thăm ngàn này. Wow, nông trại khổng lồ các bạn ạ. Đây là nơi thăm ngàn này. Bên này có cả ghế ngồi để chill ấy. Được nhờ. Ở chỗ này kiểu chụp ảnh sống ảo đẹp phết. Nó được đấy. Anh nông dân Meowpeo. Được, mày hay đấy. Khép còn có cả xe lửa này. Rồi, đi tiếp nào. Để coi khu nào trường học. À, có cả PVP 2 nữa kìa. Ôi, hóa ra là cái sân bóng đá này là ở khu trường học các bạn ạ. Wow, được nhờ. Cái gì ấy? Các bạn nào cũng biết thẻ đỏ là đi luôn, thẻ vàng là cảnh cáo. À, còn rút thẻ cả. Ok, Hay đấy. Uầy, đây là trường học đây. Wow, có cả tủ để đồ nhá. Ồ, đang xây sân bóng rổ mộng. À, sân bóng rổ đang thi công cận ạ. Uầy, được phép ở mỗi người một cuốn sách. Ồ, đây là chỗ lấy bàn ghế. Uầy, hợp lý nhở. Được của nó phết. Wow, map này hay thế đấy nhở. Đây chắc là căng tin đây. Ôi, cái chỗ này chắc là căng tin các bạn ạ. Ủa sao sao. Ui, sorry, hết hồn luôn. Nè, đây lớp học ấy. Ui, lớp học mini nhìn hay phết nhở. Đây là ghế bàn giáo viên đây. Bàn giáo viên đây. Đấy, giáo viên Meowpeo các bạn ạ. Nhìn được đấy. Thầy giáo Meowpeo. Được. Map này nhiều cái để làm content phết. Sau này mình cũng muốn thiết kế cái làng Bee Team thành như này các bạn ạ. Kiểu chia nhiều khu cũng hay đấy chứ nhở. Wow, đây cửa phòng họp này, đây là phòng họp các bạn nhá. Bên này là phòng họp, bên này là... Ui, bên này là kiểu phòng tin học ấy nhở. Chỗ này là phòng tin học các bạn ạ. Cái chỗ này mà làm ban công để hơn này. Đập cái này đi, làm thành ban công mình nghĩ là ok hơn đấy. Thay vì để cái này. Được. Quả trường học cũng xịn đấy. Trường học này cũng hay, hợp lý. Kiểu thị trấn nhỏ nhỏ, có một trường học nhỏ nhỏ cũng hợp lý mà. Được. Đây đi về, đừng về đâu nhở. À đây. Còn khu PVP2 các bạn ạ. Đi khám phá tiếp cái khu PVP2 xem như nào đây. PVP2, ok. Ôi, đây là khu PVP2 này. À, ở vườn đấy là khu đấu kiếm. Đây là khu bắn súng cả nào. Wow, map này được của nó phết nào. Ok, đây là khu bắn súng thôi. Đi tiếp khu game nào. Còn cái room mình vẫn chưa biết như nào các bạn ạ. Làm việc đi rồi đúng không? Ở đâu? Làm việc mình đi rồi. Vậy là mình đi hết tất cả khu của các bạn ạ. Mình đã đi hết tất cả khu rồi. Mình cái room 1, room 2 này mình không biết kiếm chìa khóa ở đâu nữa. Ê, thử quay lại nhà em nào. Mình nghĩ là cái chìa khóa nó sẽ ở trong một giường này. Đó. Nó sẽ chỉ có trong một cái giường thôi. Mình sẽ kiểm tra xem cái giường có không. Đây là tiền rồi. Đây là toàn tiền rồi các bạn ạ. Chìa khóa chưa thấy đâu. Không biết là chìa khóa chủ map cất đâu nữa. Hay là ở dưới ta. À đây. À đây. Mình sẽ đi khám phá tất cả các phòng luôn các bạn ạ. Đây. Thì ra là chìa khóa chủ map để ở đây. Ok. Bây giờ đi khám phá coi xem là các room khác như nào các bạn nhá. Ôi, map này được phết đấy hả. Xịn đấy. Room 1 này. Ôi, đây. Ui, tức là mỗi một cái nhà sẽ ở trong cái khu khác nhau các bạn ạ. Wow, có phòng khách này. Có, đây là bàn làm việc, các giường ngủ này. Ôi, chắc là những cái phòng còn lại cũng như nhau thôi. Mình nghĩ là chủ map cũng sẽ tương tự thôi. Chỉ khác ở khu vực thôi các bạn ạ. Thử xem qua room 2 nhá, xem như nào nhá. Qua thử room 2 này. Wow, thì hình như là cũng như nhau thôi các bạn ạ. Đúng là nhau thật. Cái nhà này chủ map copy lại thôi, thiết kế như nhau hết. Ok, ôi, hôm nay là trải nghiệm cái thị trấn Meowpeo này nhiều cái thú vị phết các bạn. Bạn nào mà muốn Meowpeo làm content liên quan đến cái thị trấn này thì đừng quên là cho video đặt 3.000 like các nhá. Mình sẽ ra series mới, series thị trấn Meowpeo các bạn. Ôi, đồ của nó phết đấy. Wow, nhìn này, biểu hình pixel art Meowpeo cực kỳ cute luôn các bạn ơi. Ok, video xin phép được cái tuổi đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì muốn Meowpeo làm thử thách gì nữa thì hãy để lại bên phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.